Tiếp theo là phần đóng gói mật ong. Đây là những đơn hàng trong ngày hôm nay. Đây là mật ong mẫu mới bên công ty. Do là thường thường là sẽ có tem đồ chống hàng giả với lại tem chất lượng cao là riêng. Còn bây giờ là bên công ty đổi mã mẫu mã mới in trực tiếp trên nhãn luôn. Để phân biệt hàng giả hàng nhái thì bên công ty đặc biệt có phân chai sẽ in dập logo của công ty là mật ong cao nguyên. Phía bên hông bên đây là sẽ là dòng chữ Helen B. Còn đối với chai 500 á, thì dấu hiệu nhận biết hàng thật của công ty á, là trên nắp chai sẽ có một cái logo. Đây là logo đại diện của công ty luôn. Thì ở trên thân chai tem nhãn đồ cũng có tem chống hàng Việt Nam chất lượng cao và ISO 22000. Đây là đơn hàng 2 combo 2 chai 500. Đây là những đơn hàng mà công ty chuẩn bị giao cho nội thành Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.